Khô khát thì whisky kiểu ngon hơn khá khá. Rất là Khô khát thì whisky kiểu. Xin chào khán giả của YouTube Đóng Tầm Whisky. Chúng ta quay lại buổi thứ hai của cái lễ hội Whisky Live Paris 2023 này. Và ở cái buổi hôm qua thì chúng ta đã đi xem một số các nhà trinh cất khá là lạ. Và trong buổi hôm nay thì cái tiêu chí của tôi là sẽ tập trung vào mảng rum và những chai rượu quý hiếm. Không dừng gì nữa, hãy cùng tôi vào trong buổi ngày hôm nay. Và tôi đã vào được trong, và hôm nay thì cái vòng không phải màu vàng mà vào là vòng màu tím. Và ngay lập tức chúng ta sẽ di chuyển đến phần VIP để uống những chai rượu đắt tiền trước. Hãy theo tôi. Macallan Mexico chưa bao giờ xuất hiện ở đâu, nhưng mà đã xuất hiện ở trong Whisky Live Paris và Mexico. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái quầy rượu có là Fine and Rare. Tôi thấy là có một số chai rất là tiêu biểu như là Beaumont 30, Artbeck 25, Lafroy quyển sách. Hãy xem thử xem. Uống được một ly rượu ở trong quầy này, bạn nhìn mọi người uống ở đây rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ thử rượu đến từ một cái câu lạc bộ chơi rượu lớn nhất trên thế giới, đó chính là Single Malt Scotch Society. Và ở cái thương hiệu này thì có một điểm rất nổi bật là họ không bao giờ ghi tên nhà trinh cất, mà thay vào đó thì họ đã số hóa chúng. Và bây giờ thì sẽ xem là họ mang gì đến Whisky Live Paris 2023 này. Họ đây có một số tên rất thú vị như là Compounded Interest, Redirect to the Future, Watch Out for the Tone, Morbid Wood, Surf, Sea and Shore. Tức là những cái tên này thì nó lại không nói đến cái thương hiệu rượu mà nói về cái cảm giác khi chúng ta uống thì đúng hơn. Compounded Interest, nghe cái tên về cái lãi kép này tôi đã thấy rất hứng thú và tôi muốn thử xem là nó là cái rượu gì. Ở đây tôi thấy là nó là một cái rượu 12 năm đến từ vùng Speyside và là Second Fill Ex Bourbon Barrels. Và ở đây nó tả là Complex Note of Sherry và nó chỉ có 887 chai nhất trên toàn thế giới. Và là Compounded Interest. Rất thú vị. It's very smooth. I can see the bottle is almost being empty. So you can tell a lot of people are like getting this. Okay, so bây giờ chúng ta đang thử một chai, đó chính là Glenlivet 27 năm, có tên gọi là Redirect to the Future. Tức là cái hội Single Malt Scotch Whisky Society này, để mà họ ra được những tên hay như này ấy, thì họ sẽ có một cái hội đồng thẩm định. Và hội thẩm định khi mà uống ấy, không ai chuyện với ai cả, và mọi người sẽ chỉ viết ra những cái tasting note mà họ có, và cái người chairman, tức là chủ tịch của hội đồng đó, sẽ thu thập hết tất cả các tên, các cái tasting note này vào, và ông sẽ đặt tên cho cái rượu đó. Redirecting to the Future nghe tên rất thú vị, và Glenlivet 27 năm thì hãy thử xem sao. The woody is very present, and it's kind of a bit sour. It's kind of sour and like it's kind of like I got a taste like a lemon tart. It's very soft, it's very easy, it's very clean. Bây giờ chúng ta sẽ đến những nhà đóng chai độc lập. Đóng chai độc lập đầu tiên chúng ta sẽ thử, đó chính là nhà Signatory Vintage, một trong nhà lâu đời nhất, và hãy xem họ mang gì tới Whisky Live Paris này. Tôi đang thử chai Glenkit 26 năm, đóng nguyên thùng ủ 596 và đóng trong năm 2023, và trong thùng Second Fill Oloroso Sherry. Thank you. Rất nhiều mùi sherry. Thơm quá. Và rất là mượt, rất là clean và không nổ mùi hoa quả trong khoang miệng. Rất là khô. Không khí rất là dài, chai này rất là ok. Để tôi finish nó. Không khí có quả mơ nữa. Tiếp theo sẽ là một nhà đóng chai độc lập nữa, nhưng lần này nó sẽ là một nhà đóng chai độc lập mà khá nổi tiếng, đó chính là The White Boutique Company. Chai rượu của họ thì thường là sẽ có những cái label rất là hấp dẫn, và hãy thử xem. Thank you. Oh. I'll take this bottle for a second. Bên đầu tiên chai này tôi thử là một chai Lecce 21 năm. Lecce là một cái tên thương hiệu của Tobermory. Tobermory không làm rượu khói, nhưng mà Lecce thì có làm. Và đây là một chai rượu mà ủ 21 năm trong thùng Refill Sherry Butt. Vậy nên là hãy thử xem là cái hương vị nó như nào sau 21 năm. Acetone, xăng dầu. Cái mùi nose fill thì nó khá là gắt.
thử xem sao. Quả chai này rất ok. Vào trong miệng thì nó khá là bùng nổ, nó khá chua ấy. Nó chua như kiểu quả xoài chua một chút nhẹ, và đặc biệt là cái nó chua xong lại ngọt, cái vị khó nó không quá nhiều, và cái finish, cái hậu vị nó rất là dài. Một chai Highland Park ủ trong thùng PX Sherry. Chai này thì anh ấy nói là ngày hôm qua là best seller của quầy, và sẽ thử xem best seller như nào. Highland Park thì theo tôi là nó sẽ có một cái cá tính, nó rất là mạnh mẽ cùng Viking, và nó sẽ có một chút vị khó nhẹ, và uống sherry thì anh thử xem sao. Còn rất thơm. Tôi thấy tôi thấy cái cá tính của Highland Park trong này. Khi vào khoang miệng nó rất là ngọt, như kiểu bạn đang uống một thìa mật ong vậy. Nó rất là ngọt và thơm và bùng nổ của vị. Vị hoa quả khô như nho khô, tức là mật ong và nho khô. Hậu vị thì không quá dài, vị khói cũng không quá nhiều. Một chai này là một chai rất là dễ uống của Highland Park 18. Rất thú vị. Tiếp theo tôi sẽ thử một chai Caroni, nhưng mà sorry, what's your name? John Mark cảnh báo với tôi rằng cái chai Caroni này được finish ở trong một thùng Isla Cask. Tuy nhiên là nó sẽ không được ngon như mọi người nghĩ. Caroni ấy, thì nó là đỉnh chóp của rượu rum rồi, và người ta ví cái con Caroni như là Karizawa vậy. Và tôi tò mò tại sao lại anh ấy lại chê cái chai rượu này. Vẫn là cái mùi xăng dầu của Caroni, vẫn là cái mùi rất là đặc trưng foolproof rượu rum. Và bây giờ tôi sẽ ngửi xem tại sao anh không thích. Rất là mạnh, rất là heavy, và sẽ rơi vào tầm khoảng 51 độ. Đúng là như anh nói thì cái chai Caroni này dường như nó đã bị làm yếu đi một chút rồi. Nó không còn cái cảm giác punchy khi vào miệng nữa, và nó rất là êm, rất là mượt. Và cái việc finish trong Isla Cask này tôi không thấy được cái effect của cái thùng này lắm. Nó khá là plain. Thực sự là plain. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà độc lập thứ hai, đó chính là nhà XOP, hay gọi là nhà Duxlak Lane. Nhà này thì nổi tiếng với cái tên là XOP, tức là Extra Old Premium. Và hãy xem là ngày nay họ mang gì tới Whiskey Life Paris. Port Ellen 40 năm tuổi và được uống được bourbon. Port Ellen thì rất thú vị, 40 năm mà đóng chai năm nay, tức là nó được ủ vào năm 1983. Và giống như chai hôm qua tôi vừa thử, xem nó sẽ như nào. 40 năm Port Ellen. Rất là ngọt, rất là thơm và rất là mềm mại. Rất là mềm mại ạ. Vào miệng nó rất là mềm mại như tan chảy vậy. Cái vị mặn của Port Ellen nó được thể hiện rất rõ ở đây. Còn đây là một chai rượu rất tuyệt vời, Clarice 1997. Đây là chai Port Ellen chúng ta vừa thử vừa rồi. This is good stuff. A lot of waxiness. Chai này thì anh ấy bảo là có một cái vị ngọt như là đường vậy, như cái kẹo. Thử nào. Những kiểu đường ấy, kiểu rất là dễ uống, rất là Clarice, và đặc biệt là rất là dính mồm, rất là waxy, đúng là chất của Clarice. Tiếp theo tôi đang thử một hãng rượu, một nhà đóng chai độc lập, có tên là Silver Seal Company. Đây là một nhà đóng chai độc lập đến từ Ý, và hôm nay tôi đang thử là một ly Bunahaven 35 năm. Chai Bunahaven 35 năm đóng nguyên thùng và nồng độ cồn là 46,5 độ. Silver Seal Company. Anh ấy nói chai rất ngon và đóng tại Cask Strength. Hãy thử làm sao. Rất là êm, rất là mượt. Một chai rất ngon của Bunahaven. Đặc biệt là sau chúng ta có vị sô-cô-la rất là rõ, chocolate và vị vani. Ngon quá. Tôi phải uống hết rồi. Is Silver Seal Company an Italian company? Yeah. Do you guys work with Sam Lowry or something? Yeah. Where are you from? Vietnam. Singapore next week because it's very nice there. Oh, is it? Yeah. Oh, right. Born around 1999. Think it's a cask very much. Chai rượu này thì Andrea vừa bảo tôi là chỉ dành riêng cho Whiskey Life Paris. Chai này và cả chai này nữa. Đây là một chai rượu mà đến từ nhà vùng Guyana của Caribe. Để tôi thử thăm rượu lắm. Pretty good. It's pretty good. So is it whiskey or is it rum? Rum, but it's sherry cask. Ah. Whiskey was a bit of the nettles.
Đây là một cái loại rum mà Andrea, một người bạn của tôi, đã cho tôi thử. Nó là một cái chai rượu từ Savannah. Savannah là ở phía đông của châu Phi. Chai này thì khác với những chai rum tôi thử khác, đó là không làm từ molasses là rỉ đường, mà thay vào đó nó làm từ sugar cane là làm từ mía. Và rất thú vị, tôi sẽ cho bạn xem chai rượu ngay bây giờ. Đây, đây là chai rượu và nó có giá bán trên thị trường là rơi vào tầm khoảng 300 euro cho một chai và được phân phối bởi La Maison de Whisky ở Pháp. Chai rượu rất thú vị và nó kiểu đậm một cái mùi mía, xong rồi nó lại có cái mùi kiểu cao su. Hai thứ trộn với nhau, có thể là tôi thích cái mùi này, tôi rất thích cái mùi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái mảng rượu mà hiện tại đang rất trending ở trên thế giới, đó chính là mảng rượu rum. Và ở Whisky Life Paris lần này có nguyên một khu vực rất là rộng dành riêng cho rum, để đủ để thấy là mọi người interest, mọi người hứng thú vào cái rượu rum này đến nhường nào. Và bây giờ thì hãy đi cùng tôi thưởng thức các chai rượu rum tại Whisky Life Paris 2023 này. Chai đầu tiên chúng ta có đó chính là Appleton Estate, một chai Jamaican rum. Nhưng mà cái chai Jamaican rum này nó sẽ nhẹ nhàng hơn là Hamden. Ta sẽ thử nó trước. Yeah, from high to low. Thank you. Đây là chai rượu Appleton Estate, một chai rượu 21 năm đến từ Jamaica. Và chai rượu này đã ủ 100% trong môi trường tropical, vậy nên là sẽ expect một cái hương vị bùng nổ của những hoa quả. Rất là nhẹ nhàng, rất là dễ uống. Trái ngược với cả Appleton Estate thì chúng ta có một cái phần khá là cực đoan, khá là mạnh mẽ của Jamaica, đó chính là nhà chân cất Hamden. Ok, thank you. Can I take it? Ở rượu Hamden này thì cái vị nó rất là rõ ràng luôn, nó rất là kiểu nó rõ ràng, cái cá tính nó rất là rõ ràng và nó rất thú vị. Mới có 5 năm thôi, nhưng mà như anh ấy đã nói là 5 năm ở đây là 15 năm ở tại Scotland. Chai tôi thử là một chai tên là Hamden Pagos và ủ 100% trong thùng Oloroso Sherry. Và thử xem nó như nào. Rượu rum nhưng mà lại ủ trong thùng Ex Sherry, tức là nó sẽ có một cái vị chát nhẹ ở phía cuối. Và thật sự là Hamden rum này rất là ngon. Tôi cũng là một fan của whisky, nhưng mà đến đây thử một số loại rum thì nó đã dần dần thay đổi quan điểm của tôi về rum. Và rum thật sự là một loại đồ uống cực kỳ ngon. Các bạn ơi, ở đây là gần như là hình như có rượu rum ngâm với cả hoa quả hay sao ấy. Hãy vào đây xem. Can I try some? Can I try this is mint. Chắc chắn tôi thử là một chai kiwi rum ạ. Đây là chai rum ủ trong rượu kiwi. Wow. Đây là passion fruit ạ. Rất là thơm luôn đấy. Yeah, thank you. Wow. Rất là sánh ạ, thấy rất là sánh. Đúng của mùi của vanilla và mùi cacao. Ồ, rất là rõ rồi đấy. Wow. Nó như uống nước hoa ấy. Ồ, rất thơm mùi lê, rất thơm mùi lê. Wow. Oh, pretty strong. This one will taste for you very sweet. Very sweet. And very mild. Because of the Jamaica, it's very strong. Ông ambassador đã bảo tôi rằng sau khi mà đã uống Jamaican rum, tức là một loại rất là mạnh, rất là powerful, thì bây giờ uống cái chai đến từ Panama này thì nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là ngọt. Hãy thử xem có đúng không. Đúng thật, rất là mild, rất là nhẹ nhàng và rất là ngọt. Đây là chai Caroni Impression, được chọn bởi Stephen Mayer, là một người thích chuyên về rum. Chai này là chai Guiana tôi đang thử năm 1994 và chỉ có nhất là 157 chai toàn thế giới.
Và cái chai này thì nó một cái cá tính, nó rất là mạnh, bạn nhìn cái màu nó rất là khác. Rất là nhiều tobacco, dark chocolate các thứ. Năm 1994 này là chai là năm cuối cùng mà nhà máy Enmore này còn hoạt động. Sau đó thì họ không còn hoạt động nữa. Đây là những dòng rượu cuối cùng. Bây giờ tôi đang được một ly rượu đặc biệt mà anh ấy giấu ở dưới bàn. Không bán tại hội chợ lần này, không mời khách tại hội chợ lần này. Và thực sự có lòng xem anh ấy sẽ cho tôi cái gì đây. Voilà. Đây là chai rượu mà được đánh giá 99 điểm, chai rượu cao nhất của Hamden. Wow, thực sự là tôi rất để xem là cái rượu whisky rum mà. Đây nó chai này. Wow, cái ly rượu vừa rồi mà anh ấy serve cho tôi under the table là không ai biết và không có bán tại đây. Nó có một cái vị Easter, tức là vị chua, vị hoa quả rất là cao. Và khi uống ấy, thì cảm giác nó rất là trực diện. Thử lại một ít. Five, four, three, two, one. Thank you. Đây là chai rượu Caroni mà ông Stephen Mayer là một người đã viết sách về Caroni, đã trực tiếp mở và giao cho mọi người. Ở cái Whisky La Paris này thì ngoài những chai rượu họ bày trên bàn ra, còn những chai rượu mà siêu phẩm thì họ sẽ có những cái countdown để đếm ngược và cùng mở. Và thường thường chai rượu này một khi mở ra mất hết trong khoảng tầm 50 phút là hết sạch rồi. Không khác gì whisky mà ngon hơn khá. Và ở đây thì sẽ có rất nhiều hoạt động, như là có DJ, có nhạc và sẽ có cocktail. Và ở đây sẽ mở đến 2 giờ sáng. Và đây là một trải nghiệm thú vị dành cho những người không thích uống rượu mạnh, có thể uống cocktail tại đây.